Chào nghệ nhân. Sáng nay có vụ nổ lớn nào không anh? À cũng có. Sáng nay bán nó con Dũng quê cho Dũng. Ông ấy ở in ở đâu nhiều tiền? Đẹp quá, bán gần 30. Có ăn tiền chục ra đi từ đâu này? Nhiều khi giao ban cũng được cơ hội đúng không? Rồi. Cái giấy này bao nhiêu anh? Giấy này 2 triệu. Ôi giời, mềm mại ghê nhỉ. Đồng này. Đấy. Quá nghệ thuật. À đẹp. Công này mang cái gì đi không? Khách này hẳn mang cho cây mai này, không thấy đâu nữa. Còn là liễu mai hồng. Hoa chỉ buổi tối thôi. Đúng rồi, nhìn như vậy là nhìn như cái liễu nhỉ. Liễu mai hồng. Hoa rất đẹp để cho anh Thành. Để tí nữa ra, tí nữa ra xem chi tiết cây lạ đấy nhỉ. Cây đấy em chưa nhìn thấy bao giờ đâu. Con này cũng là to nhưng mà chưa chú à, anh có những con nó to đùng. Em chưa nhìn thấy cây này bao giờ, loại bao giờ. Tí nữa ra xem. Nó ở bên kia về hay là nó ở mình đấy? Mình ấy, mình ấy. Chưa biết cái cây đấy. Liễu mai hồng. Đấy, hoa cây từ thả nó gần như quanh nhập. Cây đấy thì bao nhiêu tiền anh? Bán 9 triệu. Đấy, để anh em biết, 9 triệu đúng không? Nó to được như này là không hiếm luôn. Nó hoa quanh năm nên nó chậm lớn. Ừ. Cao tầm 3 mét. 3 mét. Ok, để tí nữa ra xem. Cây này là hạt rẻ rồi này. Đầu giờ đã tóm được cái hạt rẻ cái này. Đấy. Đây. Quê. Quê cổ thì quê 3 triệu rưỡi. Quê cổ luôn. 3 triệu rưỡi. Mang bể đi, mang này đi bán thì sao đấy anh? À, cái bể đấy là đang bán 200 nghìn này. Êm ái quá nhỉ. 200 ngàn. Đấy, anh em nhẹ đấy, nhẹ là thích rồi. Sâu, rất sâu. Đúng rồi, chứ như cái bố, mấy bố kia nặng mà đựng được có tí. Này nhẹ mà nó sâu. Tinh xảo đấy chứ. Tinh xảo đấy. Tất nhiên là đúc thôi nhưng mà Đúc mà đường nét nó sâu. Đúc khuôn mềm. Đây, hôm nay thì đưa đi là chủ yếu đi chơi thôi. Vẫn chờ người đại gia thực trụ. 55 triệu. Hết lứa hoa rồi, chuẩn bị ra lứa hoa mới rồi. Đấy, nu toàn thân. Đây, liễu mai hồng là cây này. Cái gì này? Có biết cây này không? Tôi không biết cây này. Cũng tưởng nó nhập ở bên kia này. Liễu thì là mà báo hoa nó như hoa mẫu đơn ấy mà nó lại màu hồng, như hoa mẫu đơn màu hồng ấy, giống như loại hoa này mà màu đậm hơn một chút, giống hoa mẫu đơn hồng. Sương đây vẫn lại quay lại cái đầu C của sương trường này. Số đây các bạn nhé, anh nào mới xem thì vui lòng xem lại cái. Ông mới xem cứ bảo mình không có số, mệt người lắm. Đi qua này, thôi. Anh bản nát. Lộc Bình. Đấy, cây nào mà tôi chưa hỏi giá được thì các bác xem và alo trực tiếp thì dễ. Đấy, cái chậu vừa nãy vào cây này cũng vừa, cái si cao là vẫn vừa. 200 nghìn cái chậu. Rất nhiều quả. Đổ loanh quanh 2 triệu cây sao? Đi nào. Anh à.
nay chợ đông quá, dạ giờ em đi ra nơi. Thấy cái gì vào mắt không anh? Cái hải châu này ra bán bao nhiêu đây? Trương ơi, đâu nhỉ? Trương ơi. Hoa này. Cái hải châu nhà anh này ra hoa trắng phớ luôn. Đẹp, hoa đẹp. Nhiều nhỉ? Lắm. Hoa đẹp lắm. Nhưng mà không biết là năm nay đậu quả có đấy. Là đậu ấy. À, nếu mà không mưa nhiều chắc đậu đấy. Năm nay hy vọng là đậu. Năm nay hy vọng. Chưa. Nở đúng đợt mà không có mưa này đậu. Anh ơi, cho hỏi thế nào. Ít nhiều là chắc chắn là đậu rồi. Cái hải châu bao nhiêu đấy? Anh sẽ thích lắm chưa đã từ đầu bán cho anh rồi. Hả? Anh thích lắm chưa? Để cho anh 70 rưỡi. Thiện chí chưa? À? Giá tình yêu khá rẻ. Đang đơm hoa kết quả. Đang giá nội bộ 7,5 triệu. Anh chơi. Ừ, anh chơi. Quá là đẹp luôn. Đã ở chợ. Xuất đây. Sắc. Con này là một con thiên nhiên mà nó lại đạt đến mức độ thiên vẫn thiên nhiên. Đang, đang đứng ở chợ đây. Đất tự nhiên, chi răm vầy. Hoàn toàn cắt tự nhiên. Tặng lên là 6 triệu. Cả đôi đồng nào chị. Đang giá thiện chí đấy, để xem có cùng giao dịch nào không. Sang đây chơi tí đã. Đây mình Tuấn, đây này có vẻ lâu có người hot này. Lâu có người hot quá. Đẹp này là chưa có người gương, chưa có người thực sự tiêu chí. À, ở cơ quan đấy, ở trên phố đấy, mấy anh em lấy cho mà chứ mình lấy làm sao được. Nhiều lắm anh ạ, lấy được không? Ui, trông cái vui mà chứ. Thôi mãi đi đến bao giờ. Giải trí đi thôi. Có vườn thì quảng cái gì nó tiện. Mỗi tí chừng mái nóng nóng chết người. Có vườn là ok đấy. Đấy, này đây à? Loạt này luôn này. Từ đây là lại à? Đâu mới gần. Đây của Việt. Còn một mai là bao nhiêu anh? Đây, 3 triệu rồi. Đấy, 3 triệu rồi. Cái chậu hay là lạ anh ấy. Chậu này ở đâu mà nó ra mà lạ nữa. Như cái lọ anh nhỉ? À? Dày dặn đấy chứ. Hay anh nhỉ? Chưa thấy cái chậu này bao giờ đâu. Chậu là chậu cái cây luôn này à? Hay là mình chế từ lọ ra? Chế từ lọ đấy. À. Đấy, còn con này thì hôm nay báo giá là bao nhiêu anh? 10 đồng. 10 đồng. Bóng như cái bóng cây đa, đầu là. Đang được dưỡng rất là tốt, rất mát, rất mát. Đang sâu rồi. Anh Lê Minh Tuấn. Nắng nói chung tự nhiên. Chân bể tốt. À mà không quá tội thì thấy cái này là quá ok là. Đấy. Đẹp. Đây này. Chạy phát ra đây này. Ra đây, ngồi xuống. Hay. Hay. Đẹp đấy, hai cây này ok đấy. Ok đây, để sang khu vực bên này, sang của ông nào ngồi đây. À thế à? Chờ tí. Hả? Vẫn chưa lên đường được à? Chưa. Nếu anh mua rồi, nếu anh yêu rồi gà. Hôm nay có giá là cả khác không? Hả? Hôm nay giá cả có xuống không? Không xuống. Không xuống à? Vẫn là bao nhiêu nhỉ? 25 triệu. 25.
sáng hình như có tí mùi hồng xiêm sao nhỉ? Ờ đúng rồi. Sáng đi rượu sáng à, hay đấy, sở thích hay đấy. 2, 4, 6, 7 thất hiền này, như đấy 7 thân đấy, okay. Thất hiền, đáng làng, dòng xanh hoàng kim của Hà Tây cũ đây. Hà Tây cũ đây là Đan Phượng, Hoài Đức, An Khánh đấy, Đan Phượng, Hoài Đức đều chơi mạnh một thời, làm mưa làm gió. Đấy, cây đến mùa quả nhiều quả lắm. Đúng rồi, lá móng chất liệu như đây này, mắt quả đầy đây này. Nhiều quả lắm. Đây này, sưng sưng đây này. Lá móng thì lá thì miễn chê rồi. Đây, rất đẹp. Hy vọng là hôm nay nó bay lên được. Thế là vẫn 25 nhỉ, đúng không nhỉ? Yeah. 25. Đang chờ đôi cây đi cho nó xôm. Anh thân chở đôi cây đi cho nó xôm, chở mỗi cây đi. Chờ một cây là cái gì? À thế là chết được rồi. Bằng cái gì? Chết tốt rồi. Đúng rồi, cây này đi làm vui là được rồi. Chờ người đại gia. Số điện thoại của anh đi. Đấy, đọc đi, làm lại đi. Của anh 0906 0906 123 123 882 882 Thân An Khánh. Thân An Khánh, An Khánh, Hoài Đức. Cách chợ Vạn Phúc khoảng độ 4 cây số, 4-5 cây số. Ok rồi đấy anh. Ôi đổ cây của anh đầy rồi. Đổ cái gì đấy? À, gió gió gió. Ok các bác, tức là vẫn không chụp kết được cái cây Hải Châu này.